chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn một trường chuyên đào tạo về chương trình tiếng Anh, đó là trường British Council ở Singapore. Và Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường British Council Singapore tại Việt Nam. Trường thì được gọi là Hội đồng Anh, thì vốn là một trung tâm tiếng Anh danh tiếng trên toàn thế giới, chuyên đào tạo về tiếng Anh các cấp độ và tổ chức các kỳ thi Anh ngữ quốc tế nhằm đảm bảo cho tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế có nhu cầu học tập tại Singapore có một nền tảng tiếng Anh tốt để học tập và hòa nhập với một môi trường, cộng đồng, chuẩn bị khả năng tiếng Anh chuẩn bị trước khi theo học các chương trình cao đẳng đại học tại Singapore và nhu cầu học tập cao hơn nữa tại các nước chuẩn về tiếng Anh sau này. Văn phòng chính của Hội đồng Anh Singapore nằm tại trung tâm Napier. Ngoài ra trường còn có 3 trung tâm khác là ở trung tâm Marsiling, trung tâm Happiness và trung tâm phát triển nghề nghiệp. Tại Singapore thì công việc của Hội đồng Anh bao gồm giảng dạy tiếng Anh, cung cấp thông tin mới về học tập ở Anh và thúc đẩy nền giáo dục ở Anh Quốc. Vậy thì lý do tại sao mà các bạn nên chọn trường British Council ở Singapore? Thì trường British Council sẽ giúp bạn hoàn thiện lại cái việc học tiếng Anh một cách thành công. Trường đã rất thành công cho việc tạo ra một môi trường học tập tốt và sẽ mang lại những cái trải nghiệm lý thú khi học tiếng Anh cho các bạn tại một môi trường như vậy. Trong các lớp học của trường thì các bạn có thể gặp gỡ các học viên đến từ khắp nơi trên thế giới, sẽ có cơ hội được thực hành tiếng Anh để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình, và cũng có rất nhiều đa dạng các khóa học khác nhau để các bạn có thể được điều chỉnh theo các yêu cầu cá nhân của bạn. Và bất kể là bạn chọn chương trình đào tạo nào thì bạn cũng sẽ được các giáo viên giàu kinh nghiệm, là người bản xứ nói tiếng Anh, hướng dẫn chu đáo, và họ đã được đào tạo trong nhiều năm, có kinh nghiệm giảng dạy hoàn thiện, và nền văn hóa khác biệt của họ sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về kiến thức văn hóa. Và các bạn cũng có thể truy cập vào hệ thống website của Tân Đại Dương, đó là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com để được tìm hiểu thêm thông tin về trường British Council này. Ngoài ra thì các khóa học của trường sẽ được giảng dạy từ thứ 2 đến thứ 6 và môi trường học tập rất là thân thiện, tối đa chỉ khoảng 16 sinh viên. Giáo viên thì tương tác với lớp học và nhấn mạnh vào 4 kỹ năng chính là nghe, nói, đọc, viết, và luôn có các kỳ kiểm tra trong toàn khóa học nhằm nhận định và cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho các bạn sinh viên. Cuối khóa thì sinh viên sẽ được nhận chứng chỉ tham gia khóa học để đảm bảo yêu cầu tham gia đầy đủ các buổi học. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam và hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường British Council ở Singapore. Và các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể gọi điện thoại đến số hotline là 0838382080 hoặc là 0838484879, và các bạn cũng có thể lên trực tiếp để được tư vấn qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, quận 7, quận 5 hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.